Vừa qua, Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế IFC, thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới, phối hợp với Cục Công nghiệp Bộ Công Thương khởi động chương trình phát triển nhà cung cấp Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung cấp cho công ty đa quốc gia, đồng thời cho phép các nhà cung cấp hiện tại mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao giá trị gia tăng. Tại buổi lễ ra mắt chương trình phát triển nhà cung cấp Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết các công ty đa quốc gia đã triển khai nhiều dự án đầu tư lớn tại Việt Nam, đem lại cơ hội mở rộng nguồn cung ứng trong nước cho các công ty này. Tuy nhiên, một trong những trở ngại là trong nước còn thiếu các doanh nghiệp cung cấp đáp ứng được các tiêu chuẩn trong chuỗi cung ứng. Do đó, mục đích cuối cùng của chương trình là giúp các doanh nghiệp trong nước dịch chuyển lên các công đoạn tạo ra giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị để có thể sản xuất được các sản phẩm phức tạp hơn và cạnh tranh tốt hơn trên phạm vi toàn cầu. 45 doanh nghiệp trong nước đã được lựa chọn tham gia chương trình này để cung cấp sản phẩm cho các ngành ô tô, điện tử, năng lượng và hàng gia dụng, bao gồm Bosch, Canon, Datalogic, Denso, Ford, General Electric, Panasonic và Toyota. Từ thành công của chương trình này, trong tương lai các chương trình tiếp theo có thể sẽ được thực hiện với các ngành khác và các công ty đa quốc gia khác, tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp tham gia hơn.